Từ 24 đến 30 tháng 4 2023 thì dưới tác động của cách cục tứ trụ tỷ kiên và kiếp tài và hung tinh thái tuế thì tuổi Thìn được dự báo là một tuần rất là khó khăn và trục trặc trong công việc cũng như là một số công việc khác. Cụ thể là xuất hành thì cần phải chú ý đi xa, nhất là xuất hành đi xa là không được thuận lợi đâu. Thương quan và tỷ khiên và sao bạch hổ chiếu mệnh thân cũng cần phải cân nhắc trong tuần này. Một số công việc không được hanh thông cho lắm, nhiều việc khó may mắn, hanh thông suôn sẻ, tiền bạc cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, cho nên thu nhập không được tốt trong tuần này. Rõ ràng đã là một tháng không tốt, còn một tuần cũng không tốt nữa đối với tuổi Hợi. Tuổi Hợi trong tuần này công việc khó khăn và có một số công việc nó cứ lặp đi lặp lại khiến cho sự mới mẻ không có, khiến cho cái tiền bạc cũng không được hanh thông và tốt đẹp. Việc bị sao tiểu hao vây chiếu trong tuần này thì tuổi Hợi cũng mất đi một số tiền đáng kể về chi tiêu. Vậy nên tuổi Hợi cần phải cân nhắc cho mình việc chi tiêu cho nó hợp lý, không là không có tiền để về quê nghỉ lễ đâu quý vị nhé.